Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 51. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày lễ trọng mừng Thánh Giuse. Chúng ta đang sống những năm Thánh Giuse. Trong Kinh Thánh, Thánh Giuse không nói lời nào. Vậy bằng cách nào mà thánh nhân trở thành mẫu gương cho biết là bao hội đoàn, bao gia đình và bao người? Dù không nói thành lời, nhưng ai cũng thấy cuộc đời của Thánh Giuse bên Đức Maria và Chúa Giêsu thật rõ ràng. Thánh nhân là con người âm thầm, vững tin và luôn phó thác. Người được Thiên Chúa chọn làm bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Người cũng được trao phó việc chăm sóc con Thiên Chúa như một người cha. Quả thật, Ngài là một người sống thinh lặng, nhưng lại hiểu biết mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta cùng học theo mẫu gương Thánh Giuse. Đức Giáo Hoàng Francisco viết: Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh Giuse, một con người chẳng được để ý, vẫn hiện diện hàng ngày cách âm thầm, kín đáo, để cầu thay, nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta khi gặp khó khăn. Chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Giuse và hãy học với Ngài. Trong xã hội mỗi ngày một phức tạp như hiện nay, chúng ta lại càng tìm cho mình một mẫu gương đích thực để học hỏi. Thánh Giuse trong tư cách là một người cha phục vụ gia đình bằng tình thương, tôn trọng và khiêm nhường, đây chẳng phải là mẫu gương thực tế đó sao? Đức Giáo Hoàng cũng nói, thế giới của chúng ta ngày nay cần những người cha. Thánh Giuse là người cha mẫu mực. Hôm nay, nhìn lên Thánh cả Giuse, chúng ta xin Ngài hướng dẫn cho những người cha trong gia đình luôn biết sống khiêm nhường, tin tưởng, phó thác vào tình thương của Chúa, để mỗi người biết chăm sóc gia đình mình như Thánh Giuse trong gia đình Nazareth xưa. Amen.